Anh giao thông ạ. Thế anh cho bọn em biết là từ giờ đến cuối năm anh còn định ra thêm bao nhiêu cái mẫu giấy đi đường nữa để bọn em sưu tập ạ. Này, đấy là một trong những phát minh mang tính kinh điển của tôi đấy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong cái hoàn cảnh mà trên thì ép, dưới thì chửi, chúng tôi buộc phải bàn nhau để ra một quyết định và tôi chọn phương án cho dân chửi. Mày quay xe à? Mày có thích quay xe không? Sao? Rồi, được rồi, tao sẽ cho cả hai thằng, một thằng chuột kẹp, một thằng quay xe trả về nguyên quán. Tao đây ạ. Ôi trời đất ơi, mèn đét quỷ thần ơi, ba con sao? Dạ. Cái này mà là đồ thiết yếu hả? Dạ vâng ạ, cái này không phải đồ thiết yếu nhưng mà nó lại rất thiết yếu với vợ chồng em ạ. Không, tôi chỉ giải quyết cho những trường hợp ra đường mua thực phẩm thiết yếu thôi. Dạ anh ơi, nhưng mà anh thông cảm ạ, vợ chồng em 2 tháng nay công ty cho nghỉ việc mà em thì có 2 cháu, nếu mà không có cái này thì mà đẻ cháu nữa thì chết. Không phải thực phẩm thiết yếu thì không ra đường. Dạ em có đây ạ, em có thực phẩm đấy ạ. Cái em, gì đây? Bánh mì ạ. Màn đét quỷ thần ơi, bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả? À. Vâng ạ, bánh mì nhà em 2 tháng nay toàn. Này, cái này không phải thực phẩm thiết yếu. Ôi bánh mì. Không phải. Biết vì sao không? Dạ. Vì nó không được ghi tên ở trong danh sách thực phẩm thiết yếu. Nhưng mà tại sao anh lại ngủ trong khi anh em chúng tôi vất vả để ra quyết định mới? Thôi, không hoàn toàn vất vả lắm đâu. Thực ra cái quyết định này là đã từ chiều hôm trước là đã bàn nhau là định sáng hôm sau là ban ra rồi. À thế ạ. Thế nhưng mà chiều hôm anh em ngồi làm cốc cà phê đêm đấy ngủ. Thế là 12 đêm ra luôn cho nó máu. Nhưng mà chưa là cái gì, còn nhớ cách đây mấy năm tôi còn ra một quyết định còn táo bạo hơn nhiều. Chúng tôi xin trân trọng thông báo, bây giờ là 12 giờ đêm, sớm mai xả lũ lúc 3 giờ. Ai à, 3 giờ mà tôi còn dám xả lũ, 12 giờ đêm ra quyết định là cái đỉnh. Rồi báo cáo anh, em đi lên trên phường để em xin cái giấy đi đường anh ạ. Biết rồi, nhưng mà phải có giấy đi đường thì mới lên phường anh ạ. Anh ơi, ừ? Thế nhưng mà em muốn xin cái giấy đi đường này, ừ, thì em phải lên phường thì em mới xin được. Chứ bây giờ làm sao mà em có giấy đi đường ạ? Thế nhưng mà bây giờ muốn lên phường để xin cái giấy đi đường thì phải có giấy đi đường thì mới được lên phường em ạ. Anh ơi, thì nhưng mà em cũng muốn có giấy đi đường thì em phải lên phường em mới xin được. Thì biết là ở trên phường cấp giấy đi đường nhưng phải có giấy đi đường thì mới được lên phường để xin giấy đi đường. Mẹ kiếp rồi. Ai thằng nào ai ra cái quyết định đấy hả? Dạ, ai? Dạ. Đây ạ. À.